Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bản tin tối nay thứ tư ngày 22 tháng 7 có một số tin tức trong nước nổi bật sau. Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 ngành thanh tra. Thêm 5 người mắc Covid-19 tại Việt Nam. Khiếu nại tố cáo gia tăng trước thềm đại hội. Qua công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020 đã thu hồi được gần 3.700 tỷ đồng, 83 ha đất vi phạm. Tuy nhiên, ngành thanh tra cũng còn một số tồn tại hạn chế. Đây là những nội dung chính trong hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 ngành thanh tra diễn ra sáng nay 22 tháng 7. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực tham dự và chỉ đạo tại hội nghị. 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 74.000 cuộc thanh tra kiểm tra, qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 31.000 tỷ đồng, hơn 3.000 hectare đất. Về công tác phòng chống tham nhũng, đã phát hiện 26 vụ, 23 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, thanh tra chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận một phần nguyên nhân từ ảnh hưởng của đại dịch Covid nên nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch. Số cuộc thanh tra trong toàn ngành giảm so với cùng kỳ năm 2019. Một số cuộc thanh tra còn kéo dài, tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo giảm hơn cùng kỳ, việc xây dựng nghị định về kiểm soát tài sản thu nhập còn chậm. Đáng chú ý, tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp còn chưa được ngăn chặn hiệu quả. Công tác tự kiểm tra phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan tổ chức còn hạn chế. Có rất ít vụ việc, vụ án được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020, ngành thanh tra quyết tâm kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc rà soát xem xét việc thành lập thêm các hãng hàng không mới trong tình hình mới nhằm đảm bảo quản lý nhà nước về hàng không phát triển bền vững. Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 4620. Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm về các kiến nghị của mình trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành hàng không. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư với chức năng là cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không cánh diều, căn cứ kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án. Trước đó, nhằm đảm bảo quản lý nhà nước về hàng không phát triển bền vững trong tình hình mới, Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị trước mắt tập trung phục hồi thị trường vận tải hàng không trong nước và quốc tế, tháo gỡ khó khăn cho các hãng hàng không Việt Nam trong hoạt động. Việc thành lập hãng hàng không mới sẽ được xem xét sau thời điểm thị trường hàng không phục hồi, dự kiến năm 2022. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Bộ đã có 3 văn bản xin trả hơn 1.808 tỷ đồng vốn đầu tư công không có nhu cầu sử dụng. Vụ Kế hoạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Thủ tướng đã giao vốn nước ngoài năm 2020 cho Bộ này là 3.638 tỷ đồng. Nhu cầu thực tế của các dự án là 1.830 tỷ đồng, dư không có nhu cầu sử dụng là 1.808 tỷ đồng. Bộ này đã có 3 văn bản từ cuối năm 2019 đến nay đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ để điều chuyển. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 30 tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn trái phiếu chính phủ đạt 34,5%, dự kiến 9 tháng năm 2020 sẽ giải ngân đạt 64,8% kế hoạch và cả năm đạt 88% kế hoạch. Sáng ngày 22 tháng 7, Bộ Y tế thông báo thêm 5 bệnh nhân mới mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 401 người. Các trường hợp này đều được cách ly ngay sau nhập cảnh nên không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Cụ thể, ca bệnh 397 là bệnh nhân nữ 58 tuổi ở phường Trương Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 7, bệnh nhân từ Mỹ về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN1, hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương. Ca bệnh 398, bệnh nhân nam 25 tuổi có địa chỉ tại Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định. Ca bệnh 399, bệnh nhân nam 25 tuổi có địa chỉ tại Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên. Ca bệnh 400, bệnh nhân nam 25 tuổi có địa chỉ tại Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội. Ca bệnh 401, bệnh nhân nam 24 tuổi, có địa chỉ tại Điền Xá, Nam Trực, Nam Định. Ngày 17 tháng 7, cả 4 trường hợp này từ Liên bang Nga quá cảnh Belarus về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062. Ngày 21 tháng 7, có 4 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 4 bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tính đến nay, Việt Nam đã trải qua 97 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, 261 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
Để thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng cuối năm, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ thị số 10 CTTTG ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc, tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo. Sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng và sự vào cuộc của các bộ ngành trong giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ góp phần vào tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tính cả năm 2019, Ban Tiếp công dân Trung ương đã thu nhận trên 13.800 đơn thư các loại, trong đó chỉ có trên 4.300 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm trên 30%. Còn trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan này tiếp nhận hơn 7.000 đơn từ các loại, trong đó chỉ có hơn 1.800 đơn đủ điều kiện xử lý, tức là chỉ gần 26%. Đây chỉ là một vài đơn thư khiếu nại tố cáo có nội dung liên quan đến những cá nhân được đưa vào diện nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ này. Trong số đó, không ít lá thư nặc danh hoặc mượn danh kiến nghị, đa số trong đó là khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Ngay cả những đơn từ đủ điều kiện xử lý cũng có nội dung không trong sáng. Mãi thì không sao. Ông không góp ý với đồng chí mình trong sinh hoạt hàng ngày. Đến lúc mà chuẩn bị đại hội rồi, ông lên nói nhân sự nọ, nhân sự kia rồi, sai phạm từ năm nọ năm kia. Giống như là ghi sổ cho đến lúc đấy mới nói. Có những cái nội dung mà chúng tôi sau khi đọc đơn ấy, biết là có thể thậm chí có những đơn mà chỉ có tin ở trong nội bộ ra thôi. Còn cái người viết đơn chưa chắc đã phải nội bộ. Việc xử lý đơn thư trước đại hội nếu không được làm chặt chẽ bài bản, không chỉ ảnh hưởng đến sinh mệnh chính trị của cán bộ, mà còn ảnh hưởng đến sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong đó có một phần là có thiện ý là giúp cho đảng xem xét ngăn ngừa một số cái phần tử như thế này. Nhưng mà phần đông là nhân cơ hội đó để có thể tấn công, công kích đối với những người không cùng phe nhóm, không cùng lợi ích, có tư thù, vân vân. Ít nhất nó cũng làm cho công tác nhân sự của chúng ta bị dừng lại ở những cái thời điểm đó, làm lỡ cơ hội của nhiều người. Rất nhiều đồng chí sau khi ra khỏi cấp ủy rồi xác minh ra thì không phải đúng như vậy. Thành trong những cái trường hợp mà chưa xác minh được thì hãy cứ để người ta bảo quản, chứ đừng để, tức là rất nhiều đồng chí bị oan trái vào cái chuyện này. Nguy hiểm và đáng lo hơn là trong số các đơn thư tố cáo này lại có sự góp sức của một số cán bộ biến chất, kéo bè, kéo phái, đứng sau giật dây, kích động. Họ đã lợi dụng đại hội hòng làm giảm uy tín để đẩy những cán bộ có đức, có tài, có uy tín nhưng không cùng nhóm lợi ích ra khỏi đội ngũ lãnh đạo. Trách nhiệm của ông tố cáo là phải chịu trách nhiệm với nội dung của mình. Và nếu mà tố cáo đúng mình cảm ơn, rồi là mình phải thực hiện đúng theo quy định của Đảng, của nhà nước, nhưng tố cáo sai mà gây rối phải xử lý nghiêm. Rồi là bản thân mỗi cán bộ đảng viên ở trong tập thể đấy phải đấu tranh. Chứ không thể nói là cứ để ông ngại mà. Ngại là nếu như mà mình phản đối lại cái ông đấy, có khi là ông đang tố cáo một cái đồng chí khác mà nó sang tố cáo cả mình. Đấy, cho nên mình ngại. Cái này đòi hỏi phải bản lĩnh. Nếu như chúng ta làm không tốt như này thì vô hình dung là cái đất để cho những cái người cơ hội đấu đá lẫn nhau, rồi là yêu ghét bằng cá nhân. Khiếu nại tố cáo nếu đúng sẽ làm trong sạch bộ máy, tìm ra được những cán bộ thực sự có đức, có tài, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, việc xử lý khiếu nại tố cáo nếu làm không tốt sẽ là mảnh đất mỏng mỡ cho những phần tử cơ hội đấu đá lẫn nhau, hòng chia rẽ nội bộ, gây rối tổ chức, ảnh hưởng đến công tác nhân sự và thành công của đại hội. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đón xem một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Mỹ, Nhật Bản, Australia tập trận hải quân chung. Mưa lũ hoành hành nhiều nước Nam Á. Một ngày sau khi tiến hành cuộc tập trận chung với Hải quân Ấn Độ tại Ấn Độ Dương, hôm qua Hải quân Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Nhật Bản và Australia tại biển Philippines. Các cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang leo thang căng thẳng. Theo đó, nhóm tàu tác chiến của Mỹ do tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu đang tiến hành tập trận với nhóm 5 tàu tác chiến của Australia do tàu HMAS Canberra dẫn đầu và tàu khu trục Teruzuki của Nhật Bản. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 2 ngày và Hải quân ba nước sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận khác nhau nhằm nâng cao khả năng tương tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Đây được xem là bước chuẩn bị cho cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC có quy mô lớn hơn giữa ba nước, dự kiến diễn ra từ giữa tháng 8 tới. Trước đó một ngày, tàu sân bay Nimitz của Mỹ cũng đã có cuộc tập trận chung với các tàu hải quân của Ấn Độ tại eo biển Malacca. Hai bên tiến hành các cuộc diễn tập chuyên sâu nhằm tăng cường tối đa khả năng huấn luyện và phối hợp hoạt động giữa lực lượng hải quân hai nước, trong đó có hoạt động phòng không. Quân đội Colombia tối ngày 21 tháng 7 thông báo có 11 quân nhân mất tích và 6 người bị thương sau khi một máy bay trực thăng chở họ bị rơi tại miền đông nam nước này khi đang thực hiện nhiệm vụ chống lại lực lượng nổi dậy. Quân đội Colombia tối 21 tháng 7 thông báo có 11 quân nhân mất tích và 6 người bị thương sau khi một máy bay trực thăng chở họ bị rơi tại miền đông nam nước này khi đang thực hiện nhiệm vụ chống lại lực lượng nổi dậy. Theo thông báo, chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk khi đang chở 17 quân nhân, trong đó có 2 quan chức quân đội cấp cao, thì bị mất kết nối và bị rơi. Máy bay này đã tham gia làm nhiệm vụ hỗ trợ trên không gần thành phố Mitu thuộc khu vực thành phố Vopes. Bộ Tư lệnh tối cao quân đội Colombia không tiết lộ nguyên nhân máy bay rơi. Hiện chiến dịch tìm kiếm và giải cứu đang được tiến hành tại Vopes. Sau đây là một số thông tin về tình hình mưa lũ tại một số nước Nam Á. Tình hình mưa lũ năm nay ở khu vực Đông Bắc của Ấn Độ đã phá hủy hàng nghìn hecta đất nông nghiệp và khiến ít nhất 86 người thiệt mạng tính đến hôm qua. Ngập lụt nghiêm trọng đã buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Theo thống kê, hơn 2,7 triệu người dân đã phải đi sơ tán kể từ tháng 5 vừa qua, thời điểm mùa mưa bắt đầu. Mưa lũ được cho là sẽ tăng gấp đôi thách thức đối với Ấn Độ, quốc gia Nam Á đang phải nỗ lực khống chế sự bùng phát của đại dịch COVID-19 bằng cách phong tỏa đất nước. Lũ quét sẽ tiếp tục hoành hành tại Bangladesh trong 10 ngày tới. Cảnh báo được giới chức nước này đưa ra hôm qua, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này vẫn đang phải ứng phó với mùa mưa thường niên, vốn đã đổ bộ trong hơn 2 tuần qua. Ít nhất 81 người đã thiệt mạng, chủ yếu do đuối nước, trong khi 3 triệu người dân bị ảnh hưởng do thảm họa thiên tai này. Tại quốc gia láng giềng Nepal, chính phủ đã ban bố cảnh báo mới về mực nước sông dâng cao trong 3 ngày tới, giữa lúc lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm hơn 50 người mất tích trong các vụ sạt lở đất và lũ lụt. Trung Quốc đang phải hứng chịu những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua. Mực nước lũ lụt làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đạt tới giới hạn cực đại, cũng như nguy cơ từ hàng chục nghìn con đập nhỏ hơn trên khắp Trung Quốc. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, số ngày mưa lớn ở nước này đã tăng khoảng 4% mỗi thập kỷ trong 60 năm qua. Mặc dù các lo ngại hiện nay tập trung chủ yếu vào đập Tam Hiệp, nhưng các chuyên gia Trung Quốc cho rằng mối hiểm họa ngay trước mắt cũng có thể đến từ 94.000 con đập nhỏ hơn nằm rải rác khắp các con sông ở nước này. Nhiều công trình đã được xây dựng từ thập niên 1960 hay thậm chí từ 1950. Bộ An ninh Costa Rica mới đây thông báo đã thu giữ gần 3,4 tấn cocaine trong 2 vụ bắt giữ ở bên trong hải phận nước này thuộc vùng biển Caribe. Các vụ bắt giữ này được thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp quốc tế diễn ra vào cuối tuần qua và đã có 8 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ. Theo đó, trong chiến dịch đầu tiên ngày 18 tháng 7, lực lượng phòng vệ bờ biển Costa Rica đã phối hợp với lực lượng an ninh Mỹ và Colombia bắt giữ 4 đối tượng người Colombia vận chuyển hơn 1,2 tấn cocaine ở vùng biển ngoài khơi thành phố Cahuita, tỉnh Limón. Trong chiến dịch thứ hai, diễn ra chỉ một ngày sau đó, lực lượng an ninh các nước bắt thêm 4 đối tượng khác sử dụng xuồng cao tốc vận chuyển gần 2,1 tấn cocaine. Costa Rica nằm ở vị trí tiếp giáp cả Trung Mỹ và Nam Mỹ, nên từ lâu đã trở thành trạm trung chuyển của các băng đảng tội phạm vận chuyển ma túy đến Bắc Mỹ. Từ đầu năm đến nay, nhà chức trách đã bắt giữ khoảng 26,3 tấn cocaine. Trong năm ngoái, con số này lên tới mức kỷ lục 35 tấn. Một nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy lục địa châu Phi đang bị phân tách một cách đáng kể. Theo các nhà khoa học, sự phân tách này rất có thể dẫn tới hình thành một đại dương mới sớm hơn dự kiến. Dựa vào hình ảnh vệ tinh và các phương pháp nghiên cứu quá trình địa chất, các nhà khoa học dự đoán trong 5 đến 10 triệu năm nữa, một đại dương mới sẽ được hình thành dọc theo thung lũng tách giãn Đông Phi. Cụ thể, 3 mảng kiến tạo gồm Nubian, Somali và Arab nằm bên dưới khu vực lục địa Alpha, đang dần tách rời khỏi nhau với tốc độ một vài milimét một năm. Nước từ vịnh Aden và biển đổ sẽ sớm tràn vào khu vực Alpha này, tách khu vực ra khỏi Đông Phi, tạo thành một châu lục nhỏ riêng biệt.
Đối với các nhà khoa học, quá trình này là một phát hiện thú vị bởi châu Phi hiện là nơi duy nhất trên trái đất mà họ có thể nghiên cứu quá trình rạn nứt lục địa để hình thành một đại dương. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong nước và quốc tế tối của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.